Anh ơi, xin chào mọi người. Hello. Hôm nay chúng ta hội tụ đầy đủ ba nhân vật nổi tiếng nhất của Team Ba Rẹt để chơi game vựa. Cái trò này đó chính là trò găng tí. Đó. Nếu bạn nào nhớ cái trò này thì hãy comment cho mẹ nha. Trò này lúc trước mẹ rất muốn đã chơi rồi. Đây là cái trò vô cùng vựa luôn. Chị hút. Không nhảy thì phải bựa chứ. Ok, game vựa, mẹ rất game vựa nè mọi người ơi, găng tí nè. Đó, hello. Hôm nay mèo ngoài xa cái màn hình quá, với lại mèo bị trộn rồi, cho nên là không thể nào mà đọc được comment, mọi người thông cảm cho mèo nha. Sao quá, mèo không thấy được gì luôn á. Không thấy mèo. Ở đây đi. Đây, online là hút đúng không? Đúng rồi, mẹ chọn online đi, online. Đó, chị đây, online. Ê, no. Đây, tôi nè. Ủa sao chị nào muốn là cái cây mèo vậy? À, mèo là con ở giữa nè, chị thanh thắng cái con này, lăn bên này. Tôi là cái con mà đang đổi màu ở bên tay phải ngoài bìa ngang ngoài cùng nha. Con ở giữa là mẹ, con ở bên. Ấy chọn màu, đổi màu đi. Hút là màu đỏ, hút màu đỏ. Không. Rồi, chị bên đây đổi màu đi. Chị đang lựa con em đây. Đổi con của em mới đã. Để tôi đổi màu thành màu đỏ rồi đã. Con màu hồng à. Con này con mèo hút cái cách nào để mình chọn. Sao không có màu đỏ ta? Nè, nút cái này chọn màu, nút này nè, nút cho bác. Đây. Tôi sẽ là bác cảnh sát. Ok, thôi rồi, bác công an đi. Hút sẽ chọn làm ai đây ta? Hút sẽ làm con bò đi. Hút sẽ chơi con bò. Rồi, chị thích màu. Chị bên đây đang chọn màu nha. Hút là con bò nè, mèo là con mèo nè. Chị bên đây con gấu màu vàng hả? Ok. Chị bên đây là con gấu màu vàng, mọi người xem em giúp mẹ nha. Mọi người share livestream nào. Đây. Điện thoại nè. Mọi người share livestream giúp mèo đi. Mọi người ơi, bây giờ mẹ chưa có livestream nè. Cảm ơn bạn Quỳnh Như đã share livestream nha. Cảm ơn bạn Lê Dương Hoàng Danh đã share livestream nè. Bảy Nhi cũng đã share livestream nè. Wow, mấy bạn này share livestream. Bạn Hùng Ngân cũng share livestream nè. Ok. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu chơi mèo ơi. Đây, bắt đầu chơi. 1, 2, 3, up, vô. Hình như đã chọn online á mèo ơi. Con về bây giờ tài lên đi. Ủa, sao chị? Rồi, ok, khẽ lắm rồi chị. Rồi, xong. Bây giờ thì nó đang matching, nó đang tìm trận đấu từ. Một hồi nữa chúng ta sẽ vô đấu online với tất cả mọi người. Ok, trong thời gian đó sẽ thấy mọi người. Ngọc Nguyễn đã share livestream, cảm ơn em. Bích Tâm cũng đã share livestream này hay chưa? Bạn Hương Hương share livestream nè. Cảm ơn em, chị Nhi, mẹ đã mới bị dễ nắm được 2 chữ sách. YouTuber đầu tiên sở hữu nút kim cương, cảm ơn Thảo Thảo nha. Có mèo ơi. Ủa, nữ YouTuber đầu tiên thì được em ơi, ở Việt Nam. Khó lắm. Ủa, hình như bút tặng lâu quá. Rồi, vô rồi. Ở đây bạn nào nhớ. Ước mơ rồi cũng sẽ là mơ. Ôi, cái này. Ôi trời, có ba đứa mình vậy. Em không đi rồi. Ê. Không biết, Quân biết, Quân là con bò màu đỏ nè. Quân đang đu đây nè. Thằng màu xanh là ai vậy? Chị á. À, chị hả? Rồi, để em đưa chị lên. Chị bên đây. Rồi. Quýt còn sống. Rồi. Ê mà khoan, đã cái trận này vô biên cao thiệt luôn á. 200 pin lận. Nè, 200 pin nè. Mèo mà màu xanh da trời. Tại vì nãy mèo nó đổi màu mèo á, tại vô trong trận mà. Đó mà mèo là con mèo màu xanh da trời á, còn tôi là con bò màu đỏ. Chị bên đây là con cấu màu xanh lá cây. Ui, khoan, chúng ta khoan, đánh nhau. Khoan, dịnh dây đi. Rồi xong, ai ngồi bên đó làm gì làm đi. Làm gì vậy? Qua đây tôi đứng rồi, hai người lại. Chị Banda ơi, em xin lỗi chị Banda nha, chị Banda. Mèo á, tôi cắt dây đi, hút ơi. Tôi cũng hút, tôi đang đứng bên này hút. Để tôi cắt dây bên này, tôi đu rồi, xong, đứng dây à. Ơi, Holy shit. Đi, cứu tôi lên mèo ơi. Ê, đừng cắt lại. Ơi, ai mèo té chết. À, tôi thắng rồi, tôi đang đu trên cây dây, tôi thắng rồi. Cái đó người ta gọi là gì biết không? Gọi là khủng nghiệp cái gì quá. Cái là nghiệp của mèo á, tại vì lại quýnh tôi đâu có làm gì mèo đâu, hay chưa? Các bạn hay chưa? Từ vô thấy phải nhìn kỹ là ba con của mình chứ đã suy nghĩ mới được. Nhìn nó mèo đó, mèo đây nè. Đây, con nào cũng mèo đứng đi nha. Mèo này con màu xanh với mèo rồi, ok. Mèo đây là con màu xanh đó đi. Nè, con màu xanh lá là của chị Panda đó. Chạy với mèo chung tim rồi. Đấy, hai người chơi hội đồng tôi hả? Hai người chơi hội đồng tôi hả? Quá. Không có chơi hội đồng nha. Đâu không. Rồi tôi chết rồi, đừng có quýnh nữa. Chết rồi. Tôi chết rồi. Ai? 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 Ai?
lên, chạy lên. Ôi, đi đây coi, đi đây coi. Ê, đây, 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 đây. Ừ đúng rồi, biết nãy giờ mình chơi local đi, tại vì giờ live chi bây giờ biên cao quá. Thôi giờ ao được không? Ao đặt mình thôi. Hoan trận này giải quyết xong hôm nay đi tính gì tính. Không có dí được tôi đâu. Ê ơi. Chạy 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 chạy. Mẹ thả ra thả ra thả ra. Thả ra. Ui 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 ui. Ê ê ê nhảy ra nhảy xuống. Ui chạy. Ui ơi quá. Chạy 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 chạy. Ơi. Thôi 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 thôi. Tông nè, bò tông nè. Tông. Ui. Ui. Lấy cái đầu nhậm. Lấy cái đầu nhậm. Mèo á, mèo á, mèo á. Ồ la la la, con bò cười là tôi. Yeah. Bay lên. Đục. Bay lên đục. Bay lên, bay lên, bay lên. Ôi trời, chim đá. Bắt được chim đá rồi. Buông chim đá ra. Buông ra. Buông ra. Giúp tôi mèo, giúp tôi lau chim đá xuống đi mèo. Ủa em bị gì á? Ừ, bắt đi lắm. Ủa chứ không nhận chị Panda này bảo dây thiệt luôn á. Mèo quýnh mà đi, mèo quýnh mà đi, quýnh mà đi, buông ra. Quýnh mà đi mèo. Ừ đúng rồi. Rồi rồi rồi. Ây da. Bắt chị Panda lại. Bắt chị Panda lại. Ây da. Ây da. Đừng. Hai người chơi đồng tôi. Đây đây đây. Đây đây đây. Tôi chụp chị Panda lại rồi. Đi theo em. Chị Panda đi theo em. Đi ra đây, đi ra đây. Dậy 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 dậy. Ây ây. Chơi ác thiệt chứ. Quay không? Quay không? Không, không, bây giờ ra ra chơi, đã đánh kiểu kia đi, đánh kiểu này không được rồi. Dạ. Không được, đánh kiểu này không được rồi. Ờ, đánh này nó lắc quá. Đánh này biên hát quá. Rồi, rồi, bây giờ ao ra đi, ao ra đi, ao ra đi. Ao ra đi, chúng ta phải có những cái trận đánh gọi là thiệt là gắt. Đúng không? Chứ để đánh nhau mới được. Trận đánh tay ba thôi, đúng không? Tại nay mình đông người rồi. Ờ, người giúp mình xem ở bạn 5 lần thôi nha. Đây, hút đây, mèo nhắn vô mèo ơi. Vô, tôi lặn bò nha. Thôi để tôi chọn cái đi, tôi làm ông thuyền trưởng đi. Thôi tôi đang làm mèo hổ. Thôi chị đang là con đó. Con gấu á, chị là con gấu á. Em là thuyền trưởng á. Rồi, vậy nhắn nút A, nút A đúng không? Rồi, mèo nhắn A, mèo ơi. Giơ tay lên về rồi. Rồi, xong chưa? Rồi, thắng cái này là thắng 8 trận mới được vừa thắng nha. Ok, vậy hả? Vậy nó mới phân thắng bài được chị Minh Hà. Ê, hai người chơi, chơi chơi gì vậy? Hai người chơi nói nha gì vậy? Mình đang nói chơi vậy đó. Ừ, mình đang nói chơi vậy đó. Ừ, giờ còn đi coi hình con mèo nữa thầy. Rồi. Ê, 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 tôi biết nghe hai người qua quánh tôi mà. Ê, 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 rất ngon, rất ngon của tôi rồi. Rồi. Rồi, chịu đây. Chị Panda bây giờ cắt dây. Chị Panda đu đó đi. Tôi còn ngay cái thùng bên này, tôi còn ngay cái thùng bên này. Mày ra đâu rồi, để vô tôi coi. Kìa, kìa. Ôi, ôi, chưa té rồi, chưa té rồi. Yeah, thắng rồi. Tôi có cái đầu móc, tôi móc vô được. Ủa, đang ăn một sao đầu tiên, tôi thắng nha mọi người. Sao sao chị ăn, lấy em đu vô rồi. Ai cái mắt thì khó thôi, chạy vô đây, vô đây. Chạy vô, 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 ơi tôi chết rồi. Rồi còn mèo với chị Panda đó. Rồi xong, chị Panda thắng rồi. Mèo bơi vô đi chứ, chạy lại đi chứ, chị bơi vô đó. Rồi chị mèo thắng rồi, mèo thắng rồi. Mèo còn đu được kìa, mèo còn đu được kìa. Rồi thôi thôi, bây giờ tôi sẽ cố gắng tôi thắng lại cho mèo coi nè. Bán băng gì tại tại. Ôi trời ơi, cái map này hai người chơi hội đồng cũng được. Rồi đu đây luôn. Ây da, té, té, té. À đúng rồi, tèo lên, tèo lên. Tèo lên, tèo lên. À, à không có xuống. Không có xuống, không có xuống, không có xuống, không có xuống. Đu lên, đu lên, hút đây. Đu lên, đu lên, đu lên, đu lên, đu lên, đu lên, đu lên. Thả ra, thả ra, thả ra, thả ra. Đu lên, ui, lấy nón của tôi rồi. Lấy nón tôi cũng nói rồi. Đu lên, đu lên nè. Cái chân của tôi leo que, leo que.
mày à, à, bỏ cái chân ra đó. Đây, đây. Đó. Không, không có ai nào bắt được tôi đâu. Đâu lên. Đâu lên cao được rồi. À, à, à. À, đừng, 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 đừng có bắt được tôi. Đừng, đừng, nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống, nhảy xuống. Ai, ai, đừng, 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 nhảy ra, nhảy ra thôi đây. Ai, 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 tốt rồi. Rồi tôi ôm gốc cây rồi, ôm gốc cây rồi. Tôi ôm gốc cây. Rồi, tôi ôm gốc cây. Ôm gốc tổ, ôm gốc tổ của đây. Ê, quánh không gốc cây. Ê, 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 quánh lại không, quánh lại tôi không. Là tôi, ê, ê, chị Bina bắt lôi tôi. À, chị Bina hay lắm, em lôi lại chị chạy đâu. À, rồi. Thầy kêu anh, thầy kêu. Ê, 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 thầy kêu né ra, né ra. Tèo lên lại, tèo lên quá đi. Quánh em xỉu quá đi. Ê, 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 rồi xong thoát rồi. Ok. Tôi đủ đây nè, không có thoát được tôi đâu. Rồi. Tôi chấp hai người luôn, hai người ngon vô đây. Vô đây, vô đây, vô đây. Nhảy ra nè, quýnh nè, quýnh nè, quýnh nè. Chị Bánh Đà, chị Bánh Đà. Né nè, chạy, 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 chạy. Tự do muôn năm, tự do, ai chơi bọc đầu nữa chạy. Chị bọc đầu, chị bọc đầu, chị bọc đầu đâu. Chị bọc đầu. Chạy quá, hốt rồi. Vậy đâu, với mày không bắt được em đâu. Nhảy qua, nhảy qua, nhảy qua, nhảy qua. Nhảy qua, đi vô, đi vô, đi vô. Chạy hốt rồi. Chạy tự do muôn năm. Ây da. Hốt rồi, hốt rồi. Ok, ok. Ok. Ê, ê, né qua, né qua đây, né qua đây, né qua đây. À, chụp chụp ra, đưa lên. Chọn chụp ra vô đó. Ê, 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 để chết, đưa vô đó là chết. Ê, ê, à, à, à. Đừng, 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 thả cho tôi đi. Thả cho tôi đi, thả cho tôi đi, thả cho tôi đi. Vô được rồi. Chụp chụp ra lại, đưa lên, đưa chụp ra ra đây. Ta đưa chị Bánh Đa vô. Anh hút ăn Tết vui không? Còn có chị mèo có vui vẻ. Ừ, anh hút và chị mèo ăn Tết rất là vui vẻ. Như mọi người đang thấy nè. Anh hút đang chiến đầu với mèo chị Bánh Đa này. Hai người này lại quá. Chạy ra coi đi. Ui, chạy ra, chạy ra, chạy ra. Rút giá, rút giá. Cứu tôi ơi. Chị Bánh Đa buông em ra đi. Chết. Ai chết cả hai đó. Tại sao tại chị Bánh Đa nắm chân lại? Chị lại. Chị thà là mèo thắng hoặc là chị thắng. Vậy thôi. Thôi mèo thắng bao đây 4 trận luôn rồi. Chị này này. Bắt được em. Chạy. Nằm phố chạy nè. Đâu có bắt được em đâu. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Không đâu, mèo không đâu. À, mèo nó. Quay lại chụp chịu đã. Chạy, 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 chạy. Ê, 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 hốt rồi, hốt rồi. Quay lại đi, quay lại đi, quay lại đi, quay lại đi, quay lại đi. À, đây có cái đường này. Ê, nhảy xuống. Ê, đây có cái đường. Ê, té. Holy shit. Rồi, té chết luôn. Rồi luôn, còn chị Bánh Đa với mèo luôn rồi. Anh hút tay xuống giật té chết luôn rồi. Hôm qua không qua cấp điện em hôm qua. Tại anh upstream nó bắt hình lình quá nè em ơi. Bập 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 rồi, chết chết chị Ba rồi. Ôi, cái Bánh Đa cái giếng, Bánh Đa đứng mà đu, mèo đứng chạy. Ok, ok luôn, cho mèo thắng cái này. Mèo không nhận chơi cái này nhỏ thiệt thôi. Đúng rồi, mình chơi không lợi luôn. Ê, cái võ đài này đã nè. Đó, mày công bằng. Ê, thằng này không công bằng thế nào hết. Không. Mày, 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 đứng mọi góc đi, đứng mọi góc. Đó, mẹ, muốn chạy nè. Ui, rồi, ai, 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 đã, đã. John Cena vô nè, mới lộn, chụp hai đứa luôn, chụp được rồi đó. Cái gì mà lộn xà băng vậy? Ê, không thấy kìa. Ê, ê, chậu, dùng xuống con chạy. Rồi, mèo té xuống rồi. Rồi, còn em chị Bánh Đa, giờ chị muốn sao? Rồi, em đang hai cho chị nha, chị. Ừ, né nè, né, ui, né. Ui,
rồi xong. Thiệt kêu không? Thiệt kêu với em không? Quậy không? Quậy không? Quậy. Ôi, bả này bả múa như điên kìa. Quấn lộn. Ôi rồi xong. Rồi xong. Móc kìm nè vô. Móc rồi. Em cầm được vậy. Ủa bả này bả nhảy dữ vậy trời. Kìm nè. Đừng lắc đít. Được, Hút thắng thấy chưa? Võ đài này là cứ hút. Hút thắng mà võ đài nha mọi người. Chị Panda gà quá đúng không mọi người ơi? Gà đâu, đừng nói vậy. Thôi chị Panda đúng gà đây đây. Ấy, thôi sao xuống. Đúng là ba người cũng chung trong một cái khoang chị Panda. Rồi để hút đèo lên. Rồi. Chị Panda né em ra coi, chị Panda làm gì sắp sắp để em coi. Chị cầm em lại chứ, em chọi chị chứ. Em đưa chị đây luôn nè, chờ chị ra. Mẹ bây giờ bà bị quánh cái bà bỏ nè. Đó đó, bà kiến rồi. Chết, vô đây đu đu. Đu đi. Mèo ơi, chắc chưa mèo ơi? Chắc chưa. Từ. Cái ổng kìa. Ê, đừng có cỏi cho tao chị. Té nè. Em còn trong đây, an toàn chát. Cứu chụp cho cái chân em dùm, chụp cái đít em dùm. Đây chụp, chị chụp em dùm cái nào. Khoan, đợi mèo chụp tôi vô mèo. Chụp em vô chịu ta, vô cái đít cho chụp nè. Cho mèo chụp tôi vô mèo. Chụp tôi vô. Ở, ấy đừng có đụng. Đừng có đụng. Cứu tôi vô hứa. Chịu đây, chụp em đây. Chụp em vô. Trời bán rồi, bán đúng ăn hên luôn á. Tôi đưa cái đít, tôi kêu bà chụp tôi vô, bà đứng bà đầu mèo ra đầu dưới đít em kìa. Chị nhấn nút, chị ráng, chị dướng hai cái tay ra là chị được. Chị chụp tới. Không tới. Tại chị muốn thắng. Chụp tới. Chị gian hả? Chị bên đây. Nè, tôi nhảy xuống đây luôn nè, tự thử luôn nè, nó rồi xong. Ủa? Nè, đây, mèo. Sao mày cứ quýnh tôi hoài vậy mèo? Hát đầu chứ. Tăng tốc độ, chạy. Chạy hết gà luôn. Quay lại nè, quýnh nè. Quýnh lộ. Nè, còn hai quýnh nè. Mèo đưa mèo lên luôn. Quýnh lộ, chịu ra quýnh mèo nè, chịu ra. Quýnh mèo nè. Ai. Anh ở đây là anh sẽ thoát. Anh đã đu lên này. Nào, ngon, ngon.
thả ra, thả ra, thả ra mèo dụ em. Thả ra cái máy đó nó chém em luôn. Mèo da. Để tí nữa là mèo chết á. À, đúng rồi, cái đó đáng để tí nữa mèo chết, mèo thắng nãy giờ cái trục trặc anh chị ra. Tỷ lần luôn. Tỷ lần. Mình phải làm cách nào là mình ngại mèo vậy đây. Đi theo tôi, đi theo tôi mèo ơi. Ra sau lưng nó đưa lên, nhanh nhanh tam giác đưa nó lên giùm ta. Đừng có cho nó nhảy giùm ta. Đưa nó lên. Đưa nó lên, đừng có cho nó nhảy. Chị Mana giỏi lắm. Mà lắm, cố lên giùm ta, đẩy nó xuống giật giùm ta. Được. Chị Mana chụp nó đi, chụp nó, đừng có đưa cho nó lên. Chụp nó lên, đưa nó lên giùm ta. Nè nè nè, đi em ơi, giùm ta. Quýnh nó nè, nó nhảy vòng vòng nè, nó nhảy nè. Giùm ta, xuống đây. Ê, kệ năm đầu chị nhảy xuống giật với nó luôn. Thà mình hay một hai người thắng giùm ta. Nè, đây, nó chụp lại hết hai người, không tha cho ai luôn á. Anh đang hiếp chị mèo em không có đơn giản trong trò này đâu mấy em. Nhìn thấy số ngôi sao màu vàng mà mèo chiến thắng không, mèo chiến thắng nãy giờ quá trời luôn á. Anh hút với chị Panda phải tốt gắng cách nào mới đánh đầu mèo á. Mày đưa mèo xuống. Ê mèo ơi, mèo chết rồi chị Panda ơi. Dạ khoan, chị đứng lên cái hành màu đen, chị đứng quýnh em. Chị biết khùng á, chị muốn em giết chị không? Chị ác với em như vậy. Anh chơi kìa. Em còn sống. Ê, còn dưới này. Đây. Quýnh em rồi. Út thắng rồi, thấy chưa, em chơi giỏi hơn mà. Tội nghiệp cái gì em, đừng có tội nghiệp mèo. Mèo ác độc lắm em, phải biết là mèo trong cái tòa này. Mèo không phải là bình thường đâu. Mèo trong đây mèo ghê lắm em ơi. Ê mèo, đừng bọc đầu em ơi. Chị đừng có bọc đầu em, chị bọc đầu mèo kìa. Từ từ mèo đang ghét em mèo à. Chị Panda thấy cái đầu đó không đi, nó quất kìa, nó quất bể kiếp luôn kìa. Rồi, em nắm đầu được, em từ từ với chị ra. Nhảy xuống từ từ cho chị. Ê đừng có quýnh nhau. Đừng, nó chạy á, chị Panda phải chụp đầu nó vậy nè. Đó, rồi, đưa nó xuống nè. Mèo, ui, mèo nó đu vậy chị Panda ơi. Đưa lên, đưa xuống luôn chị Panda. Hay quá. Yeah, chụp mèo xuống được rồi. Đầu tiên. Em thấy không? Anh thấy hút giỏi không? Anh hút phải chụp mèo quăng mèo xuống thà một trong hai đứa mình thắng để mèo thắng được. Em mình phải chọi mèo. Mình chửi mèo xong. Hai người mà đâu không lưỡi. Ui, đưa mèo xuống. Em giữ mèo xuống dưới này cho mình chơi ra. Đó, mèo xuống đây. Xuống đây. Xe lửa tới, mèo lên. Em té dưới này chịu đây. Xe lửa tông em rồi. Mèo nó tèo lên được rồi. Ôi chị múa, chị lấy cái chân chị đá vô mặt mèo chịu đá. Ôi mèo nó chậm vậy nó mưa xuống dưới kìa. Rồi sau nó chọi xíu nó lộn dưới luôn rồi. Nhảy lên chịu đá. Nhảy lên. Mèo nó nhảy lên được rồi. Rồi nhảy lên chịu đá. Rồi xe lửa tới luôn. Thấy chưa? Mấy mèo chưa? Không mà mèo vẫn thắng rồi, nãy giờ mèo thắng, nãy giờ là 7 trận rồi đó. Còn trận cuối nữa là mèo thắng tất cả luôn chị Panda. Bởi vì tám đang là hai người mình đấu không lượt mình mèo chứ. Mèo cắt với mọi người ơi. Nó căng lắm. Trận này á là để phải thằng mèo nó không? Đâu rồi chị đâu? Chị đâu làm gì đâu. Bé hả vậy? Cái này của chị Panda lại đu nha. Thôi tao không làm, bước xuống rồi đó. Chị bước xuống chị đu nó chị Panda. Từ từ để em đu trên này rồi. Lẹ lên đu vô hàng nào, đu vô mèo á. Đúng rồi, từ để em xuống nè. Đu vô. Để em xuống từ từ, em đang bị cái hàng rào này nó chèn. Trời ơi, tự nhiên nó đu hàng rào chi vậy? Tới đu lên đây mà hồi đây mới xuống được. Người nhỏ hả? Ừ. Thôi nó sập mày nghe, lại đi nó sập. Nhanh lên. Ê, đu rồi, xong. Yeah. Chị buông hay sao? Rồi. Rồi, dùm ra. Ai buông vậy? Rồi, chị đánh đu chịu ra, chị em đánh đu chịu ra. Đánh gì vậy, trước nè, quánh về sau. Quánh về trước. Rồi, ai chân đứng, không phải. Không phải là chết. Rồi, giờ biết. Tập. Đấy rồi, em mất tiêu rồi. Em chết rồi, chịu ơi. Còn mèo với chị luôn á. Lên, chị lên đi. Anh út té rồi. Hết rồi. Thôi nó về chúng ta. Hết ra là mẹ. Ở dưới, không chết rồi. Chưa. Không lợi mẹ.
mình thà để cho què chứ đừng để cho thua. Mèo còn có một sao nữa là mèo thắng rồi. Em nãy giờ màu đỏ mới có 3 sao rồi. Một mình mèo á. Có mèo, hai người. Mèo dữ quá. Nói thiệt với hai người đó, em đáp cái gì vậy? Chị ra đứng giữ nó đi, chị ra em làm đụng cái mặt cho chị ra. Mày thấy lộn một lộn chị. Mày buông cái tay mày ra chưa? Mày buông cái tay mày. Mày buông cái tay mày ra chưa? Chị ra. Ui. Chị ra. Ai ra. Ra rồi sao? Yeah. Bây giờ em vậy quá nhịp nhàng, chị cái canh chị lôi mèo đi em nhộng cho mày. Cho mày bay dưới luôn kìa. Đó. Còn 3 sao nữa thôi là anh Hứa sẽ chiến thắng. Nó cái mắt xà lửa nguy hiểm lắm nè. Đây. Cái mắt xà lửa rất nguy hiểm mọi người ơi. Ê đi. Ấy mèo quýnh em kìa. Đá, chạy đi. Mèo già quá mẹ. Ấy mèo làm gì vậy? Nó giật đường ray ra cho ta. Nó đây. Ê thua. Nó chơi khôn thiệt luôn á. Mẹ nó chơi đúng khôn luôn á. Trời ơi mẹ chơi khôn quá. Trời ơi tức thiệt. Chơi đúc dáng mày chơi. Mèo chơi đúc dáng. Mèo chơi đúc dáng không con tao qua cầu luôn rồi mèo thắng rồi. Thôi đổi cái đi thằng này không có thắng. Em phải đổi cái nào mà nó có cái nào mà nó may mắn xíu ơi. Rồi để em đổi ông nào ơi. Mèo chơi cái nãy chơi không? Rồi chơi ra. Đây. Cái ông này kêu bạn gì ta? Ông bác sĩ thú y đúng không? Cái ông này bắt động vật đi quan nè. Đó để coi nè. Cho nguyên cục xịt lên màu đỏ luôn giùm ta. Rồi con này đi thôi, con này phải lớp dễ nắm lắm. Con này đi. Đúng rồi. Em chơi con này đi. Đó. Đó. Ok. Chơi gan cái gì ta? Ủa? Ủa nè, không ai rồi. Rồi chưa? Rồi. Rồi đúng không? Con đã share ra giúp mèo nè. Rồi sắp chưa mọi người ơi, bắt đầu nè. Ơi, sao cái đầu tôi sống nhiều quá vậy? Ơi, ai chịu ra nhìn em thấy giống ai em vừa ra? Giống hơi chị. Nó chọi cho Vina xuống rồi. Mèo dám chọi Vina hả? Mèo dám chọi Vina. Mèo chọi Vina. Nhảy xuống đây thà chúng ta cùng nhau chết chùm nhau để mèo thắng được. Đúng không Vina? Đúng rồi, cố lên. Mèo nó quýnh em xỉu rồi. Mèo quýnh vô mặt. Quýnh vô mặt mèo nào. Quýnh vô mặt mèo. Mèo xuống đây. Mèo. Mèo ơi. Đáng lên đi. Rồi đưa lên. Từ Vina. Trời. Xay kiếm. Xay tay nữa. Wow. Ê, nó nhảy như lèo. Mày nhảy dữ lắm. Rồi chịu đau. Quýnh em xỉu từ. Trời ơi. Rồi xong. Ui. Nó xỉu nó lại, đưa nó lên. Nhảy nó lên. Ui, quýnh cho nó lại cái cây nằm đầu luôn. Mèo. Em đứng dậy nó vậy chứ. Chập thưa lên. Rồi xuống đi. Tại sao mèo không xuống? Ây à, ôi. Quýnh banh đồ tè le luôn rồi. Mèo lì. Lì vậy mèo. Lì. Đập đầu mèo nè. Đập đầu. Lì quá. Xuống đây. Ê. Trời ơi. Nó thiệt. Thấy chưa? Một người thôi là đâu không đậu bị đâu. Đấu mà hai người đấu còn lại mèo nữa mấy bạn ơi. Mèo không những mèo gắt thiệt chứ. Mèo ác thiệt. Tội nghiệp mèo đi chứ. Thôi từ có bạn có ai có tội nghiệp mèo đâu. Đâu là ông nào rồi. Em lôi mèo xuống đây. Lôi mèo xuống đây này em để em lôi cho. Em hy sinh cho. Ui xuống đây. Mèo nói. Vô. Em giữ cho lại. Em nhảy lên rồi. Rồi dìm ra. Em nghĩ là lẹ. Ui. Nghĩ là. Rồi xong. Dìm ra dứt mèo xuống dưới đây. Ha mèo làm gì được. Rồi. Ê em nhảy xuống. Rồi nhảy xa ra nhảy vô mới được. Thấy chưa. Trời ơi. Trời mèo sao mèo dữ. Không hiểu sao luôn á. Trời ơi.
Anh hút không hiểu sao. Anh chơi muốn liệm ngón tay của anh luôn em ơi. Thằng mèo nó ác lắm chị Na, kìa nó chạy chị Na, kìa nó đuôi nó kìa. Rồi chị Na em không chịu đâu. Rồi lôi nó đi, lôi nó đi chị Na, lôi nó đi nè 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 nè. Em coi. Ấy, đây đây đây. Bỏ xuống. Ơi, đừng có gấp quá chị Na ơi. Gấp quá là chết. Nè. Mèo là phải như thế này ơi. À mèo nó phải bay. Mèo nó quýnh em bay xuống giật rồi. À, cố lên, đá đứt mèo đi chị Bích ơi. Chị chơi cái thằng thợ lặn là cái gì chị chơi cho nó vui được vậy. Ừ quýnh nó mèo, thôi mèo xuống vậy nè. Cái mèo đó chị, mèo đấm đầu đá đứt đó. Ừ quýnh lộn nó luôn mèo chị đó, đúng quá bay lên xuống đó. Ừ chị bay lên chị đá, ừ. Đây nè, đây nè. Chị đá cố lên chị đá. Ừ quýnh mèo, ừ quýnh, ừ quýnh quýnh quýnh. Quýnh nó, ừ quýnh nó chị nè. Chị mèo mạnh quá, đúng rồi mấy em ơi. Đúng rồi, chị mèo mạnh quá. Chị mèo quá mạnh luôn. Chị mèo của em hả? Dữ lắm. Chị mèo của em như trâu bò vậy giờ này à. Ê, giờ này khoan khoan chị Na, em chạy đi. Em đu đây, đu đây. Chị Na, đừng có đu đó, nó xúc á. Đu bên này nè. Đu bên này rồi. Đu bên này nè, ừ. Đu ngay cổ chị. Chị chụp cái lưng em đi, chị chụp cái lưng em không có xúc. Rồi, gió lên rồi, chị chụp. Ê, đừng có chụp em. Rồi, đu, đu vô cái cửa, đu, đu vô, đu vô, đu vô. Ôi, sao chết chịu ra rồi. Em đang đu lộn chân lên trời luôn rồi nè. Anh ơi, mình kiếm chứ. Sao nghe đó? Sao cái đó nó cứng như vậy ta ha? Thì nó là đu cái đó được rồi. Thích thiệt. Em thấy chị mèo của mấy em không? Chị mèo của em chơi rất là dữ. Anh không biết phải làm sao nó tức thiệt chứ. Đây cái màn này là màn này. Màn này là màn quánh võ đài này chị ta. Em với chị là mày điên, đụng vô mặt nó chị ta. Mày điên à, nó quýnh em rồi. Ừ, nó đắm đầu ơi, nó chọi em lên nó mèo rồi. Ôi, chọi đâu chị, chọi em. Khoan, em còn ngoài này, em còn sống gì ta. Ủa, nó chọi em một cái, bay lên tới nóc nhà luôn nè. Kìa, nó đứng kìa. Sức có được không? Còn vô được không? Còn sống không? Không sống được đâu nè. Được cái gì á? Không được đâu. Ghê quá. Thôi thua rồi. Đó, chưa chị xuống em đi vô đó. À, ừ, chị đứng đó hồi cũng đã chết rồi. Thấy chưa biết vậy, chị với mèo bay cái gì đấy. Nó chọi em một cái, em bay lên tới nóc nhà luôn á. Không biết đâu. Nó làm gì nó quăng em quá, em bay tới nóc nhà. Rồi, nó chọi gì đó chứ. Nó chọi á. Tức quá. Mèo hay là... Em chị quýnh nó ngoài đời nó chọi lên nóc tủ nó chịu na quánh mặt á, bụp lấy ghế chọi nó chịu na. Chứ trong đây nó chơi bạo quá. Không. Hai đứa mình mèo đi chịu na. Em lôi mèo xuống tận băng nè. Đó, rồi. Em lôi mèo xuống tận băng, em bơi ra xa rồi chịu na. Chịu na đừng có lo, em bơi mèo ra xa rồi. Nè, em bơi, em với mèo đang bơi ra xa nè. Đây, không chết được chịu na. Không có chết được. Rồi ơi, mèo đang bơi vô. Bơi mèo ra xa. Nè mèo ơi. Rồi xong. Ôi. Chị té chứ vậy. Chị nó bu chị kìa. Chị té chứ vậy để cho nó ăn. Chứ em đã dẫn lại rồi. Hay chết. Chị có nhiệm vụ là đứng yên thôi. Rồi. Đi cái đầu này chứ. Coi nè con mèo nè. Mày xuống đi. Mày quýnh rồi. Mày quýnh. Mày quýnh. Mày quýnh. Mày quýnh. Mày Mèo đó đi. Ê, cứu em vô dùm ta. Rồi, tôi đu đây luôn. Bây giờ hai người có hoạt động không? Bây giờ có giống chết không? Giống chết. Dạ em chị kia làm được gì đây giờ chị Bình Hà? Tụt quần à. Ê chị Bình Hà coi em tụt quần tới đây nè. Tức nó thiệt chứ luôn, em tức nó, em tức kinh dị luôn vậy ta. Ừ ơi. Chưa, ôi chưa lắm mà mèo luôn. Má nó chưa lắm mà mèo. Chưa lắm mà chưa. Giờ tao chồng nó được cho nó chơi vô đây. Tao chồng nó được cho nó chơi. Nè. Chịu ra khoan.
sao khoan để em xuống đây em xuống đây em xuống đâu đó theo chị Tục đó chị lấy cái đầu chị o chị Tục đó chị bê á chị nhắc chị bê chị Tục để từ từ chị nhắc chị bê chị ra chị nhắc chị bê á rồi chị nhắc chị bê á ê nó đốt em ơi nó lôi em trong nhà rồi quýnh lộn trong đây luôn thôi nó ra chị ra ơi nè nè em lôi nó ra nè xuống đây luôn thôi nó leo vô được kìa rồi anh tin nào vô ra quýnh nó đi chị chị bê lê lẹ vô mặt nó chị vô đó ê ê ê nó giục em vô cái cây vậy chết rồi tuyệt quá ơi mày ra quýnh nó đi quýnh nó đi quýnh nó chọi nó xuống dưới trời ơi chị đâu quýnh nó thì ra coi chị đấm nó chị nhắn chị bê á chị nhắn chị bê chị chậm nó là chị nhắn chị bê ha ừ chị cầm nó lên chị quăng nó xuống quăng nó xuống thôi nó chạy vô ghê lắm mẹ mèo vô cũng biết đó nó chọi chị là chọi được nè nó chọi chị vô nè nghe nó chọi chị vô nè chị nhảy vô nè chị thắng mèo nó chết trước cuối cùng chị Meda cũng đã thắng rồi nó thắng 7 trận nó thắng trận cuối là đang luôn chịu đời trời ơi mèo ác thiệt chứ mèo hả cũng hơi tại dây chốc dãi vậy lắm em giữ mèo đây luôn em không cho nó vô đâu vô đi chị ta vô đi em giữ nó đây luôn giữ nó đây luôn đây là em với nó thử ở đây nè nó ở đây em thử ở đó cho chị thắng đó vậy là chị thắng hai bàn không từ em sẽ đè nó xuống cho chị thắng 6 rồi phải 7 bàn rồi còn một bàn nữa đó hả ừ nè nè em chấm tay bye bye xuống nhật nè em không đem bye nhật rồi đi bài nó chung rồi, nó kẹt vô giật rồi. Đừng, nó chết rồi, đừng có ném đầu em lại, bỏ con tóc em ra. Rồi, đừng tóc em. Rồi, mèo nó chết rồi. Vô lúc còn không có chạy nha. Vậy gì không anh, vậy đi. Ừ, cô không đánh gì bên ta đâu. Đốt rồi. Thôi đu lên em không được, thả mèo luôn được. Thôi kiếm ra xe đây bọn nhỏ. Thả mèo mà. Nó như quỷ vậy chị đây. Nó như quỷ thiệt luôn chị đây. Chuyện khác mà chị nói từng chị thấy chết nhưng mà không ngờ là lại lội lên được cái này đúng rồi. Chị không thể nào tưởng tượng được. Thôi tự tử đi. Đâu hai người nhảy xuống rồi. Chị không có chết. Mình thắng rồi. Mình thắng rồi. Để em cho cái này rớt cái đầu chứ. Em cho cục lên em rớt cái đầu chứ. Em cho em đứng em nhảy lên nó mới rớt. Nhảy chết. Cái gần chồng mình chạy đó đồng đội đi cái đó rồi vậy thấy chết rồi còn đâu cái gì đâu ngoài đó chứ ơi đâu ra ngoài đó kìa trời ơi mà đâu ra ngoài như người nhà vậy đó phải không ôi ơi không phải sập rồi bà chết rồi anh thắng rồi yeah wow ấy ấy ơi vẫn thắng em chị mà giữ quyết định là không em phải thắng một là em thắng hay là chị thắng rồi đừng có để mèo thắng một trận nữa thôi chị để cái trận này nó rút dán cái gì không chị phải làm sao để chị đi đâu anh chị rút dán nó xuống chị ra ngồi cái xe lửa nó chạy lên nó rút dán nó chị ra ơi không phải là nó rút dán em chị đu quá chị đu nó đi em với mèo tự sát rồi chị ra chị đu nó đi chị cứ đu nó đi ai em chạy lên được rồi xong mèo còn em với chị đây cái chân còn xuống dưới chị dậy bước lên em chỉ qua được rồi chị đây nè em thì có qua chị được nè thôi em đang đi qua nè chị đây em đang đi qua từ chị đây cái tay em không em buông bỏ thôi chị làm cái gì ơi chị đây cái khúc này khúc cua này khúc cua đó chịu đây em chịu được chị đó chị ra đâu như con kỹ luôn thế này tất kỳ chứ nhưng mà hên quá mình không để mèo thắng tại vì thắng lần nữa thôi là chúng ta đều kè rung rồi cố gắng lên cái map này nó chị bên đây mèo nó ác lắm không thể tin được nó phải làm quỷ mà nó đây được chị ta chạy đi chị ta chạy đi em có chị ta nhảy qua bên kia đi chị ta ơi nhảy qua bên kia đi em với mèo bên này em thử mèo cho chị ta nhảy qua bên kia đó nhảy qua trời ơi chị ta phải nhảy qua chị ta nhầm được ai em sẽ đập mèo ở đây
Ôi trời. Mèo ơi. Ôi ha, mèo nó quấn em xẻo chị ơi. Rồi. Ôi ha. Em chụp chị vô, em chụp chị vô, em chụp chị vô. Rồi, em biết bảo vệ lẫn nhau vậy đừng có đụng em. Chị đụng em xẻo đó kìa. Ê mèo nó chọi em. Ai? Ai nó chọi em? À chị làm gì vậy? Rồi đó. Rồi đó. Cứu lên, cứu lên. Trời mèo cứu tôi lên giùm cái mèo ơi. Mình đang nghỉ mà. Cứu tôi lên đi mà. Trời ơi. Cứu tôi lên đi. Đó là mèo kìa. Cứu tôi lên đi mèo. Tôi đang nỉ mèo hết ai ra. Cứu lên. Không mẹ ơi, đúng rồi. Cứu xuống cái rồi nè. Ê ê ê ê ê. Hít hít. Hai. Nó thắng hai trận nè, nó dịp ra chị tin được không? Thắng hai trận rồi đó. Oh my god. Sao kêu mèo hắt hoài vậy? Chứ mấy em không thấy mèo à, mèo quánh rồi là làm cách nào? Làm cách nào mèo mèo đập anh hút với lại chị Banda muốn đoạn cái đầu. À, em nhường cho chị đi chị Banda ơi. 10 trận đi. Ê chị đá banh không? Đá banh nè. Rồi, mèo làm công thầy á. Ủa mèo ơi, mèo là mèo mẹ. Chị Banda bên màu đỏ chị Banda. Ừ, màu đỏ là em á, mèo màu xanh đúng không? Không này chỉ có đỏ xanh thôi, này chỉ có đỏ xanh thôi. Rồi bắt đầu nè. Rồi rồi, đâu có nè. Rồi sơ cơ nè, rồi chị qua bên em. Chị nhấn nút qua, chị nhấn nút đổi. Chị nhấn nút này nè, chị nhấn nút này nè. Ủa sao đáp rồi. Mà sao giờ tôi sẽ chị nhấn nút. Nó không dơ ta lên kìa, nó ngu quá. Không, không cần dơ ta lên, không cần dơ ta lên. Trời ơi. Rồi cái này là mèo, trời ơi, sơ cơ nè rồi. Không chưa. Khỏi, 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 chị ta khỏi dơ tay rồi xong. Rồi đó. Không, đừng có dơ tay. Thôi cứ ra nói thằng khác, đừng có Banda như con trộm. Như con trộm vậy. Đừng, anh hút với chị Banda bên màu đỏ, mèo bên màu xanh. Em chị ráng làm sao đá banh vô nè, nói đá banh vô nè. Kè, vô 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 đá banh chị đây. Đừng có, em đẩy, em chụp mèo đi rồi chị đá banh đi đi chị đây. Chị đá banh đi đi, em lôi mèo đi rồi nè. Để chị đây lấy đá banh thì đá vô gôn bên đó chị đây. Đá vô gôn bên đó đi. Ừ, chị đây lồ banh vô. Ơi trời chị không biết lùa bánh thôi chị chụp mèo đi, chị chụp mèo đi, chị chụp mèo đi. Rồi em buông mèo ra kìa. Ơi nó lùa bánh vô kìa. Nó lùa bánh vô. Rồi sao nói một cái. Trời ơi trời ơi trời ơi. Bánh. Ui lùa bánh. Lùa bánh vô. Vô. Rồi. Rồi chị Banda đứng đây chị Banda. Trời chậm. Chị Banda lùa bánh qua bánh. Lùa bánh đi chị Banda. Lùa bánh đi. Đá. Ơi ơi chị Banda. Chụp mèo. Chụp mèo lại. Em chụp mèo lại rồi chị Banda. Lấy banh đi. Chị đẩy cho banh sao cho banh vô trong đó thôi. Vô cái khuôn màu xanh đó. Đúng rồi. Rồi vô. Vô chưa? Xuống vô. À chưa. Đây. Đây em đẩy banh vô. Rồi vô. Chị Banda. Đẩy vô chị Banda. Đẩy cái banh vô. Đúng rồi, chỉ có chơi cái này mình mới chụp được mèo ơi. Rồi để em. Mèo á. Ba tôi biết nhảy lên rồi đá đi. Nhảy lên đá đây. Ừ, nhảy lên đá nè, nhảy lên nè. Nó. Nhảy lên. Đừng có đá vô chị Banda ơi. Đừng có lùi vậy đây. Ê, mèo nó vô nha. Rồi xong. Xong sao? Ôi, nó ra đây. Em xuống đây. Úp. Nhảy lên. Ôi. Rồi, em đang lùi đá banh. Ôi, cầm đá banh được nè chị Banda. Ôi, cầm đá banh chạy nhanh lên. Cầm đá banh chạy nào. Đây nè, ba. Đỡ. Rồi chị Banda. Lùi đá banh đi chị Banda. Lùi đi, em lôi mèo đó rồi. Rồi, đó, mình thắng chắc. Rồi, chạy vô. Xuống vô. Đấy, đừng có. Ở đây này, mèo nó đỡ kìa, nó đỡ banh kìa. Em lùi vô. Dập đôi, mèo nó cắn anh rồi. Chạy lên dịp thôi. Em đổi banh. Ôi, nó đá nó kìa. Nó chuyện cho chị. Ôi, nó chạy nó ôm nó banh. Rồi, vô. Yeah. Này mày chơi mình ngắm thắng được không chịu ra đâu mèo ơi. Ôi, đập vô đó. Tái banh. Vô. 5-2, mèo thua rồi mèo ơi. Tôi của tôi chị mình đang đá banh giỏi rồi. Đó, trời. Cái nón của chị đó. Cái nón chụp vô mặt mèo đi. Rồi mèo nó đỡ banh kìa. Né ra. Ui. Banh vô. Ai mèo đi theo tôi, nè cho heo. Trời kìa mèo nó đang thủ hành vậy mà đó. Lại. Em chụp nó lôi nó lên. Chị đưa cái nón cho em chi vậy bà nội. Chị lại chị đưa cái nón cho chị vậy. Tại vì đâu đưa cái nón. Đó này nè, mèo đưa cái nón cho làm cái gì? Nè. Chị đưa cái nón. Rồi. Rồi, chị lùa, đẩy vô, chị đẩy vô tường, nó dội ra. Dội ra, có mèo nó dội. Rồi, giờ lùi vô đây. Em đi. Ê, ơi, từ từ, vô đi. Chị mèo ơi, mẹ chị Banda ơi, dễ quýnh.
chị Ba Đa biết quýnh mèo của em không? Rồi em nằm mèo lên rồi. Trời ơi. Ôi đừng có nắm chị. Rồi nó đang vô kìa, lôi lại. Lôi lại. Rồi quýnh đi chị Ba Đa, vô đi. Đẩy qua bên kia. Đẩy qua bên kia. Em ôm mèo đây rồi. Ê, từ 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 từ. Không thì nó liệu liệu. Liệu. Đây là người công viên sống vậy. Ê, nó có lồ bánh vô kìa. Đẩy bánh ra, đẩy bánh ra, đẩy bánh ra. Lồi bánh vô, lồi bánh vô. Thắng. Ủa, tôi còn phải được. Đó, thằng này mình đau, đừng mèo vô đây. Rồi, lồi nó bánh vô, đó, đẩy bánh vô, đẩy bánh vô, đó. Mèo quýnh, anh này mèo quýnh nó lại, anh hút với chịu thôi, lùa bánh nè. Em lùa bằng tay đi, lùa, 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 lùa. Em ôm anh đi, ôm anh đi, ôm anh đi, lùa, lùa bánh này, lùa bánh này. Chạy vô đây, lùa bánh vô. Lùa vô, chịu ra, lùa vô, lùa vô, lùa vô. Chị lùa đi đâu vậy? Lùa qua bên này vô. Thằng mèo chụp quá luôn rồi. Lùa vô, lùa bánh, lùa bánh, lùa bánh qua đây. Mèo nó đang mèo đó, chị Ba Đa lôi đầu nó vô. Lôi đầu nó vô chị Ba Đa. Rồi vô. Anh Út chị Ba Đa banh giỏi quá mà, anh đúng là con trai chị Ba Đa banh giỏi mà. Thì đây. Chị với mèo nội đi. Chị với mèo á. Nó banh mà. Chị cầm cái nón, chị cầm cái nón gì lên đi. Nhịp lên cái bát cái nón cái đầu em nó lùa lùa vô. Thấy không? Em đã banh giỏi không? Thôi 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 thôi. Nè 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 đẹp, lùa lùa vô. Tôi vô đây giờ 11 tháng luôn rồi đó nè, mèo chị Ba Đa vô đây. Nén nút chụp cái banh á, chụp cái banh là đẩy, chụp cái banh là chụp đè hai nút chụp. Đè hai nút chụp rồi, muốn lùi đâu lùi nó. Mèo hiểu rồi đó. Đó, rồi xong mèo lùi vô rồi nè. Đó, lùi vô rồi đúng mèo. Rồi đúng rồi. Nó cho em nè, em lùi vô luôn. Chụp vô. Chụp cái banh lại, chụp cái banh lại lùi ra, lùi ra, lùi ra. Chụp cái banh lại. Em mà mấy người đi ra. Rồi, mấy người đó chờ đi. Giờ đá banh luôn. Đừng có quýnh lộn nhau, đây là trận đá banh mà nè. Cái banh này lùa vô nè. Thôi mèo không chịu chơi cái này rồi mọi người ơi, mình phải làm đổi cái khác thôi. Cái mèo chơi này ngu quá. Mèo bị thành mà. Một con thì được không? Cái này là hai người. Ê, có quay nè, quay nè, quay nè. Quay là cái gì không biết thử coi. Quay là cái gì? Không biết. Chị Ba Đa là cái thằng đó hả? Chị tôi đâu rồi? Chị là chị đứng ở sao? Thôi để quay thử coi. Đây. Cái này nè, cái này tất cả chung một đội hết á. Chị Ba Đa là nhỏ con gái đang có hai bính á. Chắc mèo là con nhỏ màu đỏ đó. Anh hút ăn gian, anh hút đâu có ăn gian đâu em. Anh hút chơi rất là đẹp. Em ơi, thấy anh lùa banh không? Anh chơi thắng mèo 11-2 á, nãy giờ quầy này luôn á. Ê, quay là mình phải quánh cái con đó đó. Quánh cái con đó đó, bỏ nó xuống dưới, tình cảnh chung một đội. Quánh cái con đó. Nè, tôi chụp ông già được ha. À, tôi lo ông già, tôi bỏ vô đây. Rồi, mình phải quánh ông già. Ê, anh nó quánh, nó đột vô mặt của mèo ơi. Ủa mày hành anh nó chơi dữ lắm, nó quánh tôi nè. Ủa nó quánh tôi, quánh nó rách nó. Rồi, chị Ba Đa à, rồi xong nó bán rồi. Hú đi. Ba đứa mình kết hợp là quánh hai đứa nó. Biết tại sao? Biết tại sao mà nó quánh giỏi không? Nó là máy. Vậy, một thằng nó nhỏ xíu à. Nhỏ xíu mình lựa mấy thằng nào mà nhỏ để tiếp tục cái rồi. Mình phải lựa mấy cái trận nào mà dễ quánh á chứ mấy thằng này nó nhỏ xíu à. Thằng giờ ông lo thằng nhỏ, tôi chị Ba Đa lo thằng bự. Ok, trận này nữa nè. Bây giờ nó cọc chị một cái răng xuống luôn á. Thì nó thì theo em đèo lên nó đục em một phát lại bay xuống dưới luôn á. Hình như là anh có thể chiêu gì bên đây. Rồi đem cái ghe nó. Rồi em em với chị phụ nhỏ nè. Chị ra. Em chị phụ nhỏ. Em phụ bự đi. Rồi xong. Đi chị đây. Nè. Cái là tiểu. Thấy chưa? Nó thằng cho tiểu à. Ôi, mẹ nó chị ra bỏ nó vô đây nè chị ra. Em bỏ nó vô đường nè. Đẩy nó vô, đẩy nó vô. Rồi em bỏ nhỏ vô đâu đây. Rồi tôi sợ ôi. Rồi em bỏ nhỏ vô phụ em chị ra. Ừ, thằng nhỏ nó chọi em vô. Đó, ê, thằng nhỏ này nguy hiểm. Nè. Nó quýnh một cái là xỉu luôn á. Ôi, nó chọi tôi được luôn kìa mèo. Rồi, nó xỉu chịu ra, đưa nó vô lẹ. Rồi, chạy ra, quýnh vô mặt luôn. Quýnh vô mặt nó chịu ra. Đụng liên lệ cho mặt, đụng liên lệ cho mặt. Rồi, nó đụng em xỉu nè. Nó chọi em vô. Holy shit, nó chọi em vô. Rồi, đây có nè. Ê mèo lại phụ tôi mèo. Ôi, bỏ nó vô đây chịu ra, bỏ nó vô. Ê, bỏ nó vô. Quên đi mặt lại chịu ra. Ôi. Nè, rồi em bỏ nó vô. Rồi để mèo tự xử được rồi, đưa nó vô. Rồi, chị vô. Đây. Ôi. Nó kẹt em vô rồi, cứu em vô. Ừ, quýnh ừ, đúng rồi. Rồi, chị vô cùng mèo đi.
thằng đó bắt mèo kìa. Cứu mèo đi. Rồi, em mình xử được một đứa rồi. Ôi, thằng ông Quýnh chịu ra kìa. Đám đầu chạy. Mèo Quýnh này nhức đầu. Đụng nó đi mèo ơi, cố lên mèo ơi. Nãy giờ mèo Quýnh giỏi lắm, Quýnh nó đi lòi lòi đầu nó vô. Đám đầu đó, trời ơi, thằng mèo già với thằng nhỏ nó ghê thiệt chứ. Chạy lên, chạy lên, chạy lên, chạy lên. Ừ, chị nó đạp chị Na xuống á, con chừng. Quýnh nó đi, Quýnh nó đi. Ừ, hai người ráng xuống. Ừ, đúng rồi. Chị Na nhảy xuống, ôm nó nhảy xuống luôn. Ừ. Ôm nó luôn, ôm nó luôn. Chị Na nhẹ nó, ôm nó luôn. Chị ôm nó luôn. Ừ, chị ôm nó luôn. Ừ. Rồi. 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 Nó chọi mèo xuống luôn kìa. Nó đạp luôn. Hai người. Thằng nhỏ này nó nguy hiểm, thằng bự nó quýnh một lần hai người được luôn á. Thằng này nguy hiểm mà mình phải có ai mình đỡ đầu cái này đợi chị bên đây là tóc đi. Tóc của chị dễ nắm lắm á, bị nó nắm suốt luôn á. Chị thấy giờ đầu cọc cũng nắm được. Rồi, chị nhắn vô coi. Chị nhắn vô gì cơ mèo. Rồi. Bây giờ chúng ta phải có cách nào khác chị đây. Đi. Rồi. Em để em suy nghĩ lại cái thằng nào mà dễ nhất cái. Cái này đi, chị này đi. Đầu quá. Đâu rồi? Yes. Yes. Để hút chọn những vật khác. Mèo là con mèo xanh á, từ từ ơi. Vậy là cái thằng màu đen sao? Không? Mèo nhắn qua đây nè để đổi đồ nè. Thế mèo đừng có nhắn điên. Đừng mặc áo đầm. Đừng mặc áo đầm, áo đầm đừng có râu gì hết nha. Đừng cái nào mà mình dễ dễ né tụi nó nhất á. Dễ gì chứ, cái đầu cọc nó ghê dữ lắm. Ủa sao có mấy con? Đừng mà nó đậu ngoài á. Rồi, nè. Không, mình tạo nhật mới được mà. Nè, tôi chơi này đi. Này đầu ngầu nè. Rồi, để tôi rồi. Rồi, mèo chọn xuống dưới. Chọn xuống dưới nè. Nè, cái gì á? Vậy mèo nhắn qua lại thôi, đừng có nhắn lên đó. Không được nè. À đây. Mày muốn giờ mày muốn làm cái gì? Hỏi nhân vật tôi đâu không được. Nói nhân vật đúng không? Nè, đổi đi. Tôi là cái thằng siêu nhân đó hả? Ừ. Ôi trời ơi. Này. Sao mèo đổi nhân vật đi. Trời nãy giờ Quýnh muốn điên cái đầu với mấy này luôn các bạn ơi. Nó chà nó điên cái đầu luôn á. Này lâu lâu bỏ cái này ra chứ hơi với hình tròn. Đổi màu mày nhấn bên này. Bên này nè. Bên này nè. Nó nhảy lên nhảy xuống gì thôi. Không. Rồi xong đổi màu đi. Mèo làm gì giống nhục. Rồi. Ok, nguyên không cái này không đỡ màu được. Cái này nguyên bán mình màu đỏ hết chung phe nhau. Rồi. Mày chọn đi. Mày chọn. Chó ăn vô trong gió luôn á hả? Yes. Ok. Hồi nãy thằng nó còn quá đúng không? Mày chọn nó không được đúng không? Thằng này hút chơi có tóc, thằng vậy chọc chết bà thằng này nữa. Thằng này nó rộng lắm vậy bên đây. Chạy được, mày chạy được. Hãy chụp nó lên cái máy á, chìm ra cái máy cho nó lướt xuống á. Đưa nó lên máy nó kìa. Nó xuống cái đó, bà già dữ á. Ba người quýnh nó. Ừ. Nè nè, lôi nó xuống được nè. Mẹ quýnh cho nó xẻo đi, mẹ tôi lôi nó xẻo. Quýnh cho nó xẻo đi. Cái thằng bị nhỏ với nó đang me tôi kìa. Quýnh đi, tôi lôi nó nè. Mày. Rồi, để em xuống giúp chị. Để em xuống giúp chị chứ không nó quýnh chị chết. Rồi, mày nít rồi mày nít mất chạy mày. Chụp mày xuống giật luôn. Thôi, em đi. Em liều chết với nó luôn rồi, giùm ra mẹ chị lên phụ mèo đi. Mèo nhảy xuống dưới, mèo nhảy xuống đi. Mèo nhảy xuống đi. Mèo chạy xuống cho chị Bình Đa phụ. Chạy xuống và chỗ chị Bình Đa kìa. Rồi, chị Bình Đa giúp mèo chị Bình Đa. Hai người, chị Bình Đa ôm nó nhảy xuống chị Bình Đa. Một là mèo, hai là chị Bình Đa. Một người nhảy xuống là được rồi. Một người ôm nó nhảy xuống. Ừ. Rồi. Thua rồi. Mình một trong bầy tụi mình phải có một người thắng hiểu không? Là mình mới được qua màn. Trời ơi. Là bây giờ ha. Giờ ví dụ như chơi mắt nào không? Một người cứ ôm hàng này nhảy xuống. Vậy chị Bình Đa cứ đứng ở giữa màn đi. Không có được. Nó quýnh ghê lắm. Nó quýnh như trâu vậy đó. Đừng có nhào xuống. Bu em ra. Kìa, hai quỷ nó quýnh mèo á. Ừ, cú mèo đi, cú mèo em lôi này đi, em lôi này đi. Mày khùng mày. Đâu mày. Trời ơi, mèo ớt nhỏ xuống đi. Rồi, xong. Ôm nó. Không. Rồi xong. Nó quýnh chị Bình Đa xỉu rồi. Chị Bình Đa đục vô mặt nó chị Bình Đa. Đục rồi. Rồi, nhảy lên. Rồi xong, chị Bình Đa chân rồi, nhảy lên. Ôi, nó nhảy lên đầu chị Bình Đa kìa, Ôi. Nó nhảy lên đầu chị Bình Đa luôn thấy không? Nó nhảy bẹp bẹp cho chị Bình Đa. Lại đi mấy. Cái này nó bắt chạy. Ôi. Được ta mình được. Nó đúng ác luôn. Sao mấy này nó ác dữ vậy? Nó đã bị sai mà, nó quanh nó bị cục, nó bị xô rồi nó bị dặm lên đầu mình, nó bị làm đủ thứ hết luôn á. Kìa, chị Bình ơi. Cái con chim hàng không nó ra kìa, chạy đi. Nè. Hút nắm đầu được con thằng này. Mày
mày á, nè nè lì á mày. Xuống đây. Đây. Ôi, ui nó bay lên đầu mình được luôn á chị Na. Ui nè nè. Nó ghê đó. Ui nè nè. Chị Na cứu em thằng này. Ơi nó cho em xuống nè. Chị Na cứu em. Cứu em rồi. Chị Na lại té nó quăng em xuống vực rồi. Nè nó tao quăng chị nè. Ơi, kìa, nhảy lên, nhảy lên. Rồi. Đâu đi. Nè nè coi Diệu Na nè, coi coi nó làm gì Diệu Na nè, coi nè ngang, coi nè ngang. Nhảy lên đi Diệu Na. Nhảy lên đầu Diệu Na. Nó dậm vô chân Diệu Na. Nó dậm vô tay chị cho chị rớt ra luôn á. Này nó điên quá vậy. Ủa mình mà muốn mình thắng được mấy này chắc mình đi quánh giải quốc tế được luôn á. Thiệt luôn á. Mấy này nó quấn thì như con bò nó quấn mình. Mấy này nó quấn thì gì biết không như đó mấy bạn ơi. Quýnh ác như điên vậy đó. Nó còn hơn mày mà quýnh mình nãy giờ luôn. Trời trời. Em quá đắc lại nó quýnh em gần vậy mày. Nè nè nó bên này nè. Mày ra kìa, nó ra kìa, nó ra kìa. Mày mày. Ê đừng có lo tôi. Ờ mèo buông tôi ra, buông tôi ra. Ờ dìm ra giùm nó đi. Em chạy xuống dưới với nó luôn. Em mèo quýnh quýnh cho mẹ nó chạy. Rồi xe tới rồi. Rồi rồi xe. Rồi tôi lâu nó xuống nè, tôi lâu nó xuống. Rồi em đứng lên đó đi mèo, mèo ráng sống. Tôi đang giữ nó lại dưới nè. Tôi đang giữ nó lại rồi. Rồi. Đâu em ba? Đâu em ba quá. Tôi dí nó quýnh mèo luôn rồi. Tưởng đâu là vậy là ngon luôn rồi. Ờ, không thể nào luôn. Thế vậy là mình phải đáng gì? Đúng rồi, mà cái này mà nó chơi thiệt là pro luôn. Mình nó dí nó quýnh mèo kìa. Trời ơi, chết mèo luôn rồi. Cái này, cái này nó quýnh như là bị khùng kìa. Mèo đứng lại coi nó làm gì. Mèo mèo đứng lại. Mèo đứng lại coi nó quýnh mèo như thế nào của mình học hiểu không. Mèo đứng lại đi mèo. Nó đấm luôn á. Rồi xong ba hàng. Ôi nó lôi ba hàng một lượt luôn á. Nó lôi ba hàng một lúc luôn. Rồi rồi mèo quýnh một hàng xỉu rồi. Mèo quýnh lát luôn đó vô. Mèo ơi, nó chọi mày xuống nè. Thôi. Ui. Nó chọi quá. Nó chọi cái dù luôn á. Ôi. Nè nè, coi thử nó làm gì mèo. Nè. Nó nhảy xuống dưới một hàng nè mèo ơi, mèo ráng lên, mèo sắp đặt một hàng này. Thì nó trèo lên kìa. Trời ơi. Đi ghê chưa? Thôi, xong một hàng rồi, mèo đập lên một hàng rồi. Mèo ơi. Trời ơi. Thằng nhỏ nó quýnh mèo kìa. Ôi. Thằng nhỏ nó quýnh mèo liên tục luôn. Lên mèo ơi, quá dữ ấy. Bây giờ mình lại chơi cái map đó đi. Cái map đó là cái map dễ thắng nhất luôn á. Đúng rồi, cái map đó là cái map dễ thắng nhất luôn á. Cái map xe lửa. Đúng rồi, cái map xe lửa. Đúng rồi, hãy xuống dưới đi. Đúng là mèo chơi dữ thiệt á. Trời trời. Mèo công nhận ghê thiệt mấy bạn ơi. Thôi, bây giờ bắt đầu chơi hút vô tiếp nè, làm dán cuối rồi. Oh my god. Nè nè nó trên này nè. Để đừng có chết nữa nha mèo. Mèo giỏi lắm. Oh my god. Mày, vô đây. Phải xuống, phải lên. Ê, làm khí đồ quá. Ê, đục. Ai, nó không chịu nổi, mấy này nó quýnh
ghê quá à. Chỉ có mèo mới qua được đoạn đó thôi. Ok thì bây giờ chúng ta sẽ kết thúc livestream ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở livestream tiếp theo nha. Bây giờ bye bye mọi người. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai Thu sẽ livestream nha. Rồi hôm nay Thu chơi cái trò này la muốn điên cái đầu luôn á. Bây giờ bye bye mọi người nha. Bye bye.